Rồi, thầy chào tất cả các em. Thầy tên là Đỗ Minh Khôi, thạc sĩ toán học. Clip này là clip số 22. Nó là phần 2 của cái nội dung nguyên hàm. Thì clip đầu nguyên hàm là thầy đã làm cái câu số 10, ví dụ số 13 rồi ha. Ôn cho các em một số cái hầu như những cái công thức cơ bản là đã ôn rồi. Rồi. Rồi một số cái kỹ thuật bấm máy hay là đồng nhất thức tách ra và chia đa thức ha. Bây giờ qua đến cái phần gọi là tìm một cái nguyên hàm của một cái hàm số. Bây giờ mình tìm nguyên hàm cụ thể luôn chứ không có tìm họ nguyên hàm nữa ha. Rồi thông thường những cái bài này người ta sẽ cho cái giả thiết như thế này. Đề bài là yêu cầu tìm nguyên hàm F lớn. Thì cái nguyên hàm á là cái hàm số nó tạm gọi đi, nôm na đây là hàm số ban đầu nên người ta gọi là F lớn. Còn cái hàm số mà người ta cho để đi tìm nguyên hàm á F nhỏ. Rồi người ta cho cái ghép 1 bằng 7 để tìm cái C chứ không có ra cái C chung chung nữa ha. Rồi thì ta làm như thế này. Mình sẽ trình bày như sau. Mình ghi nè, F lớn của x là cái nguyên hàm á, nó sẽ có nó là kết quả của cái việc lấy nguyên hàm của cái hàm số f(x) nhỏ này, f nhỏ x này, tức là 3x bình cộng 1. Mình làm tiếp, mình sẽ ra là x mũ 3 cộng x cộng c ha. Nguyên hàm của x bình là x mũ 3 chia 3. Nhưng mà đây nó có số 3 nên rút gọn đi. Còn x mũ 3 thôi. Nguyên hàm của 1 thì là thêm x vào tức là 1x. 1x thì mình nghĩ x thôi, ha. Còn lấy tìm họ nguyên hàm thì phải có C. Tóm lại cái nguyên hàm ở đây nó vẫn còn chung chung, thật ra nó là một họ nguyên hàm chứ không phải là một cái nguyên hàm cụ thể, ha. Rồi. Thế thì bây giờ mình phải tìm C cụ thể. Thế thì mình làm như vậy. F lớn 1 là làm sao? F lớn 1 tức là mình thay x bằng 1 vào F lớn x. Đó. Tức là mình thay số 1 và x bằng 1 vào đây nè. Chỗ nào có chữ x mình thay mình số 1 vào. Đó. Thay lên trên nè. Thì nó sẽ bằng 1 mũ 3 cộng 1 cộng C, tức là bằng 2 cộng C. Đó. Nhưng mà đề cho cái F1 này bằng mấy đây? Bằng 7 đúng không? Thì mình ghi nè. Bằng 7. Nhờ ghi bằng 7 thì nó hơi kỳ kỳ nên mình ghi bổ sung thêm cái chữ đề cho nó nhanh. Ha. Từ đó suy ra C bằng 5. Đó, mình chuyển 2 qua đây. Vậy C sẽ bằng 7 trừ 2 là 5. Thế thì có C bằng 5 thì ta làm cái gì? Ta thay C bằng 5. Thay C bằng 5 vào đây. Ta có cái nguyên một cái nguyên hàm cụ thể chứ không có chung chung cộng C nữa. Là x mũ 3 cộng x cộng 5. Đó, không có cộng C nữa, còn C đó là họ nguyên hàm. Còn bây giờ C người ta cho cái giả thiết F lớn 1 bằng 7 để mình tìm cái C cụ thể luôn. Giờ mình chọn đáp án A. Không. Thầy cho một cái ví dụ nữa để em nắm cái kiểu bài tập vậy. Hai ba năm gần đây mà khi cho trắc nghiệm người ta hay cho cái dạng bài này. Rồi, tiếp tục cũng là câu hỏi tìm nguyên hàm F lớn của F nhỏ này. F lớn này là tên của nguyên hàm nha. F nhỏ là 3 chia cho 2 cộng 1.
đồng thời đề bài cho F1 bằng 7 để mình đi tìm cái C ha. Và mình cứ trình bày như này, F lớn X chính là lấy nguyên hàm của 3 chia cho 2x cộng 1. Rồi, theo công thức thì cái này bằng 3 phần 2 logarit Neper chỉ tuyệt đối của mẫu nha, cái mẫu sao viết y chang này nha, đừng có bỏ số 2. Rồi cộng C. Rồi mình thay F1 vào, đề bài cho F1. Thông thường đề bài hay cho F1, F0 cho nó dễ tính hay không có gì hết. F1 thì mình thay số 1 vào đây. Thay số 1 này vào đây ha, thay số 1 lên trên. Thì mình sẽ có là 3 phần 2 log Neper chỉ đối 2. Rồi thì sửa đề là F0 đi ha. F0 này. F0 cho này F0 đi cho nó hợp lý hơn, cho nó dễ tính hay không có gì. F0 nha. F0. Thế mình thay số 0 ở đây. Thì mình sẽ có là 2 nhân cho 0 cộng 1. Rồi cộng C. Rồi bằng gì nha? 3 phần 2 log Neper của 1 ha. Chỉ đối thì mục đích là lấy phần dương. Thì bây giờ số 1 là số dương rồi, mình cứ để nguyên này. Rồi 3 phần 2 của log Neper của 1 thì bằng 0 rồi, bằng C luôn ha. Vì nguyên cái này là số 0 nè. Log Neper của 1 là bằng 0 nè. Đó. Rồi, mà D cho bằng mấy? D cho bằng 7, vì C bằng 7 luôn ha. Những cái dấu bằng này á, là những dấu bằng mình tính toán được nè. Còn cái dấu bằng này mà thầy ghi thêm chữ đề cho, tức là giả thiết đã cho. Mình lưu ý sửa lại thành F0 nha, F lớn 0 bằng 7 ha. Cho nó mất hết đi, dễ tính. Rồi, vậy C bằng 7 thì mình sẽ thay số 7 lên đây. Thay số 7 lên đây. Thay số 7 cho cái C này. Thì mình sẽ có cái nguyên hàm cụ thể. F lớn X chính là 3 phần 2 log Neper của 2x cộng 1. Nhớ mình chỉ thay vào C thôi nha, cộng 7. Đây mình chọn đáp án A. Rồi mình qua tiếp. Nguyên hàm qua ví dụ số 16. Thì những bài toán mà tìm nguyên hàm F lớn mà khi mà đề bài nó cho cái F lớn của một số cụ thể bằng bao nhiêu để mình tìm cái C thì cứ làm giống như hai ví dụ trên thôi ha. Còn bây giờ vô những cái bài toán nó phức tạp hơn, nó nâng cao hơn. Rồi. Đề bài cho yêu cầu là tìm họ nguyên hàm của cái hàm 4 sin bình phương x. Nếu đề cho 4 chia sin bình phương x thì rất đơn giản rồi. Thấy không? 4 thì là số 4. Ở đây 4 tức là 4 nhân với 1 đó. Rồi. Thế 1 chia sin bình đó, thì nguyên hàm sẽ là trừ cotang x. Thế là xong. Nhưng bây giờ cái sin bình nó không nằm dưới mẫu, nó nằm ở trên đây. Đó, sin bình nó nằm ở trên. Thì không có công thức nha. Rồi mình lại hay có cái suy nghĩ là mình chế biến công thức. Giả sử như 4 sin thì mình biết ngay là ra trừ 4 cos đúng không? Thì sin nó ra trừ cos, cứ nhớ đụng đến sin nó có dấu trừ. Cứ đụng đến sin thì nó có dấu trừ. Đó, nghe công thức là vậy. Bắt đầu mình sẽ chế nè. Ồ, vậy thì 4 sin bình chắc nó ra là trừ 4 cốt bình đó. À, cái suy nghĩ này là sai nha, không đúng đâu nha. Được chưa? Không phải cứ thêm bình vô thì mình thêm bình vô là đúng đâu, sai đó. Được chưa?
Rồi, vậy thế gặp bài này mình làm sao? Mình nhớ là chỉ có công thức nguyên hàm của sin thôi, nên mình phải hạ bậc cái này xuống. Cái đề bài này, 4 sin bình phương x để, rồi mình sẽ hạ bậc nó xuống. Công thức hạ bậc như sau: sin bình thì bằng 1 cộng cos, xin lỗi, 1 trừ cos nha, 1 trừ cos 2x chia 2. À, công thức thôi. Công thức năm lớp 10. Công thức năm lớp 11 đã được học. Nó xuất phát từ công thức nhân đôi. Xong rồi mình làm ngược lại, nó ra công thức hạ bậc xuống. Công thức hạ bậc nhằm để hạ cái bậc 2 nè xuống còn bậc 1. Đồng thời cái góc này nè sẽ được nhân đôi lên. Hạ bậc thì nâng cung, nhưng mà theo quy tắc này nha. Không phải là muốn hạ. Và lúc nào cũng chỉ ra cốt thôi nha, chứ không phải sin ra sin, cốt ra cốt. Đó, tại sao công thức nó vậy ha. Rồi mình rút gọn số 2 đi, mình nhân số 4 vào. 4 nè, 4 rút gọn cho 2 thì ở đây nó còn 2 ha. Rồi 2 nhân phân phối vào đây thì mình sẽ có kết quả là 2 trừ 2 lần cốt 2x. Rồi đến đây mình lấy nguyên hàm thôi là xong rồi. Nguyên hàm của 2 thì mình thêm x. Nguyên hàm của cos 2 thì ra là sin 2 chia 2. Ở đây có số 2 thì phải chia 2 vậy thôi. Không. Rồi, nó làm công thức mở rộng á. Rồi thì mình rút gọn số 2 đi là 2x trừ cho sin 2x. Rồi mình thấy giống đáp án nào? Giống đáp án A, mình cho đáp án A. À, qua câu 17 nó cũng tương tự như vậy thôi ha. Mình dùng công thức hạ bậc cho cos bình phương x. Thầy nhắc lại tại sao phải hạ bậc, vì mình không có công thức lấy nguyên hàm của bài này. Và mình hạ bậc nó xuống. Cos bình thì theo công thức hạ bậc là 1 cộng cos 2x chia 2. Là mình rút gọn số 4 này thì ở trên nó ra số 2, rồi mình phân phối số 2 này vào đây ha. Rồi đến đây mình mới lấy nguyên hàm. Nguyên hàm của 2 thì mình thêm x. Nguyên hàm của cos 2 thì ra là sin 2 x chia 2 cộng c. Rồi mình rút gọn đi thì ra đáp án B ha. Rút gọn số 2 đi, ra đáp án B. Vậy cái vấn đề của em là như thế nào? Là mình phải làm tương đối nhiều cái bài tập rồi mình nhớ công thức nha. Bây giờ mình qua ví dụ số 18, câu 18 nha. 6 cos 2 nhân cho cos x. Tìm họ nguyên hàm của này. Thì nếu ở đây là dấu cộng thì quá dễ rồi, hay là dấu trừ thì quá dễ rồi ha. Nhưng ở đây là dấu nhân, thành ra không thể nào lấy nguyên hàm từng biểu thức rồi mình nhân với nhau được, không thể nào ha, đó là sai. Thành ra mình phải tìm cách mình biến cái chỗ này dấu nhân nè thành dấu cộng hoặc dấu trừ, bằng cách là mình áp dụng công thức biến tích thành tổng trong lượng giác ha. Cái đề bài nè, 6 lần cos 2x nhân cos x dx. Thế thì năm lớp 10 đã được học rồi, công thức biến tích thành tổng có nghĩa là đây là dấu nhân đúng không, mình sẽ biến thành dấu cộng. Thì tất nhiên nó có cái nguyên tắc của nó,
À, vô nhân biến hình vô cộng. Đó. Số 6 là số 6 nha. Nha. Rồi. Thì nó sẽ ra là không tính số 6 nha, cos 2 nhân cos x, cos 2x nhân cos x ra cái gì nha? Phải ra nè. Thì bằng 1 phần 2. 1 phần 2. D ra cuối nha, 1 phần 2. Cos tổng cộng cos hiệu. À. Cos tổng cộng cos hiệu. Tổng cái gì, hiệu cái gì? Tổng của hai góc đó. Hai góc 2x đúng không? Hai góc 1x đúng không? 2x cộng 1x. 2x trừ 1x. Đó. Đó, nguyên cái biểu thức đó biến thành biểu thức này. Cos tổng cộng cos hiệu nha. Tổng hai góc với hiệu hai góc. Nó bằng cái gì? 6 mà nhân với 1 phần 2 nè thì là 3 ha. Đó. Còn 2x cộng 1x thì ra 3x, là cos 3x cộng 2x trừ 1x thì là 1x. Rồi mình nhân phân phối số 3 vào. Nãy giờ chưa có lấy nguyên hàm nha, mình chỉ biến đổi từ phép nhân thành phép cộng, từ tích thành tổng. Nó có thể là dấu trừ nha, tùy theo công thức. Rồi nhân phân phối số 3 vô, tức là cos 3 lần cos 3x nè cộng 3 lần cos x nè. Thì ghi ngoặc tròn nữa ha, không có ngoặc vuông nữa. Hồi nãy thầy vẫn để ngoặc vuông cho mấy em dễ theo dõi thôi. Rồi đến đây mình mới lấy nguyên hàm nha. Rồi. Nguyên hàm của cos 3. Số 3 mình viết lại nha. Nguyên hàm của cos 3 là sin 3. Sin 3x, nhớ chữ 3 nữa tại vì nó có số 3. Theo công thức mở rộng ha. Rồi. Cos x thì nguyên hàm ra sin x. Không cần chia 1 nha. Rồi. Mình sẽ gọn số A này với A này thôi. Không được rút gọn, rút gọn số 3 trên đây nha. Số 3 này trong cái góc của sin 3x rồi, không được rút gọn nó nha. Thì mình sẽ ra đáp án là A. Được chưa? Sin 3 cộng 3 sin x. Bạn nào quên công thức biến tích thành tổng thì mình có thể coi lại công thức ở trên Google hay là sách giáo khoa năm lớp 10 ha. Đó, còn bạn nào có cái sai lầm như vậy, thông thường á, những bạn mà học không có kỹ thì có một suy nghĩ rất là đơn giản là muốn lấy nguyên hàm không? Quá đơn giản, số 6 là 6. Cos 2 nguyên hàm sẽ ra là sin 2. Mà sin 2 chia 2, tiếp tục. Cos x nguyên hàm là sin x. Và cộng C, như vậy là sai nha, không có đúng đâu, hay chưa? Dấu cộng dấu trừ thì được. Nguyên hàm một tổng với một hiệu thì ra tổng hiệu hai nguyên hàm. Nhưng mà nguyên hàm một tích hay một thương thì không ra tích hay thương hai nguyên hàm nha. Phép nhân không có lấy nguyên hàm trực tiếp là được. Phép cộng cũng, phép chia cũng vậy nha. Không có lấy nguyên hàm trực tiếp là được. Thầy biết tích thành tổng. Rồi qua ví dụ số 19. Bây giờ công thức của mình sẽ là sin nhân cos. Thì sao? Thì có công thức biến tích thành tổng, biến sin thành cos. Xin lỗi, sin nhân cos luôn, thành dấu cộng luôn. Thì viết lại cái đề bài là 6 lần sin 2x nhân cos x. Đấy. Rồi. Thì số 6 viết lại nha. Rồi. Sin 2x nhân cos x thì ra cái gì? À, thì ra 1 phần 2 nè. Tại sao có 1 phần 2 thì công thức như vậy thôi ha. 1 phần 2. Dấu nhân ở đây. Biến thành dấu cộng.
có thể là đôi khi là dấu trừ á, lát nó công thức khác là dấu trừ đó. Đó. Rồi sin nhân cos thì công theo công thức sẽ là sin. Rồi cộng sin. Đó. Sin tổng nha. Cộng sin hiệu. Tổng hai góc, hiệu hai góc. Góc gì? Góc 2x, góc x nè. Hai x góc x đó, hai x x hai x x rồi làm tiếp thôi. 6 nhân 1 2 là 3, sin 2x cộng 1 thì là sin 3x cộng sin x, là mình phân phối số 3 vào 3 sin 3x cộng 2 sin 1x ở đây mình lấy nguyên hàm thôi. Số 3 thì là số 3 nè. Nguyên hàm của sin thì ra trừ cos 3x chia 3. Rồi nguyên hàm số 3 là số 3, nguyên hàm của sin thì ra trừ cos. Rồi mình rút gọn số 3 này đi. Rồi mình nhân vào nó ra là trừ cos 3x trừ 3 cos x. Mình xem thì mình chọn đáp án A. Tất nhiên có nhiều cách để dùng máy tính Casio để thử đáp án đúng, nhưng mà thầy mong muốn em mình hiểu cái cách làm. Khi nào mình làm không được á, mình đi thi á, thì khi đó mình sẽ dùng máy tính mình giải quyết. Nhưng mà đi thi thì trừ những bài cơ bản ra, những bài mà nó nâng cao chút xíu là hầu như là thầy cô sẽ cho ra đề là không có dùng máy tính mà bấm được đâu. Một vài ví dụ sau thầy sẽ chỉ em cách dò đáp án đúng ha. Rồi. Có hết. Nhưng mà để cuối cuối clip đi. Có cách dò đáp án hết, nhưng bây giờ là đang ôn tập công thức cho em. Rồi bây giờ công thức sin nhân sin thì sao? Thì công thức là như thế này. Thì viết lại đề bài nha. Sau là sin 2x nhân sin x bằng số 6, viết lại là 1 phần 2. Bây giờ sẽ là cos trừ cos nha. Tuy rằng sin nhân sin nhưng mà là cos trừ cos. Nha. Bây giờ cos hiệu trước trừ cos tổng nha. Đó, nó hơi rắc rối khó nhớ vậy nè. Chà, cos hiệu trừ cos tổng. Nãy giờ thường thường là tổng cộng hiệu đúng không? Thật ra dấu cộng thì cái nào trước cũng được hết đúng không? Giả sử ở đây nè. Đây dấu cộng á, thì mấy em sắp cái sin này trước cũng được, hoặc là mà mấy em sắp cái sin này trước cũng được, không sao, tại phép cộng có tính giao hóa. Cốt này trước cũng được, cốt này sau, cốt này đằng sau đưa lên trước cũng được, không sao, tại phép cộng có tính giao hóa, phép cộng có tính giao hóa ha. Nhưng bây giờ công thức sin nhân sin rất là khó nhớ. Sin nhân sin thì bằng cốt trừ cốt, nhưng mà phải cốt hiệu đi trước nha. Tức là 2x trừ x 2x cộng x, nhớ dấu trừ nha, và nhớ là cos hiệu trừ cos tổng nha. Rồi
Vậy 6 nhân 1 phần 2 là 3 nè. Cos 2 chữ x là cos x nè, trừ cos tổng nè, rồi nhân số 3 vô. Ở trên đây mình lấy nguyên hàm thôi, mình lấy nguyên hàm nhé. 3 cos x nguyên hàm nó sẽ ra là 3 sin x. 3 cos 3 x nguyên hàm sẽ là sin 3 x chia 3. Làm xong mình cộng C, mình bỏ rút gọn số 3 này thì mình sẽ ra đáp án là A ha. Thì mình gặp nguyên hàm của tan bình thì ra cái gì, thì không công thức nguyên hàm của tan bình nha, nhờ mình sẽ biến đổi cái đề bài ra những số hạng, ra những biểu thức mà có thể lấy nguyên hàm được. Thầy viết lại cái đề bài nguyên hàm của tan bình x để x thì bằng cái gì, thì theo công thức đã lớp 10 mình đã học á, thì nó bằng 1 chia cos bình trừ cho 1. Nhắc lại công thức nha, nên lớp 10 mình đã từng học 1 cộng tan bình thì bằng 1 chia cos bình à. Hoặc là 1 cộng cô tan bình thì bằng 1 chia sin bình đấy ha. Rồi mà đến đây thì mình có thể lấy được nguyên hàm, nguyên hàm 1 chia cos bình thì chính là tan, nguyên hàm số 1 thì mình thêm x, mình cộng C thôi, cho đáp án A. À, rồi. Rồi, thầy qua ví dụ 23. Ví dụ 22 thì nó cũng na ná, nó cũng giống giống những ví dụ trên, thành ra thầy không có trình bày ha. Thế thì bài này sẽ ôn lại cho mấy em cách đổi biến. Thì mấy em lưu ý nè, mấy em cứ thấy ngoặc đơn mà mũ cao á thì mấy em cứ đặt cái mặt đơn nó bằng T ha. Khi đặt ra thông thường mấy em sẽ được thầy có hướng dẫn là đặt T bằng x bình phương cộng 2 đúng không? Xin lỗi cộng 1. Giờ thầy ghi ngược lại nhé, cho những bạn mà học trung bình khá có thể theo kịp ha, dễ dàng theo dõi thôi. Thì thầy ghi ngược lại x bình phương cộng 1 thì đặt nó là T. Đó, T bằng thế này bằng vậy. Rồi mình sẽ lấy vi phân hay vế. Lấy vi phân hay vế có nghĩa là mình cứ lấy đạo hàm. À, mình lấy đạo hàm cái này. Đạo hàm của T thì ra 1. Đó, mình cứ lấy đạo hàm hay vế, vế trái mình lấy theo x, vế phải mình lấy theo T. Mình lấy xong rồi mình ghi thêm dx, tức là mình đã lấy vi phân theo biến x, rồi vế phải mình lấy vi phân theo biến T. Còn những bạn nào mà cảm thấy nó hơi khó hiểu thì mình cứ lấy đạo hàm hay vế, vế trái lấy theo x, vế phải lấy theo t, rồi mình nhân thêm cái dx, nhân thêm cái dt. Đó. Rồi đến đây mình chia số 2 qua vế phải nha. Vậy mình sẽ có là x dx bằng 1 phần 2 dt. Không. Rồi mình thay vào. Mình thay vào cái d. Được chưa? Mình sẽ thay nè. X bình phương cộng 1 vào bằng t ha. Rồi thay x dx
chính là 1 phần 2 dt. À, là mình thay vào đây. Cái đề trở thành cái gì? Cái đề thì đặt là A đi ha. Y đi ha. Vậy Y sẽ bằng cái gì nè? Cái dấu nguyên hàm. Rồi nhớ x bình cộng 1 bây giờ là t nha. À, x bình 1 giờ là t nè. Vậy là t mũ 5 nha. Đó. Rồi bây giờ x dx là cái gì? X dx mình thay bằng 2 dt cho. Rồi. Khi lấy nguyên hàm á, 1 phần 2 mà nhân cho biến t á, thì 1 phần 2 mình viết lại thôi. Không? Rồi à. Biến t thì mình coi như biến x nha. Dx. Thì mình dùng công thức nguyên hàm, tức là t mũ 6 chia 6, mình làm xong mình cộng c. Rồi vậy suy ra mình giờ trả t lại nè. Hồi nãy t là cái gì mình trả lại nè. Đó, hồi nãy x bình cộng 1 là t thì mình trả lại ha. Rồi thì mình sẽ có là ở trên nhân cho 1 nữa thì cũng là t ha, mình trả t. Vậy suy ra cái công cái đáp số cái đáp án của mình đó là x bình cộng 1 tất cả mũ 6. T là x bình cộng 1 mà đúng không? Rồi 2 nhân 6 ở dưới mẫu là 12 nè. Cộng C. Được chưa? À. Ok, vậy mình chọn đáp án B ha. Rồi, tiếp tục. Rồi. Mình thấy lốc Nebe của x cộng 1 nằm trong ngoặc đơn mũ 5 thì mình cứ đặt cái ngoặc đơn đó là bằng t. Đặt log Nebe của x cộng 1 bằng t. Rồi mình đạo hàm hai vế ha. Đạo hàm, nhớ đạo hàm nha chứ không phải là nguyên hàm nha. Đạo hàm của l log Nebe của x cộng 1 thì nó ra 1 phần x. 1 đạo hàm ra 0 ha. Đạo hàm xong mình ghi thêm cái dx. Tức là người ta nói là lấy đi phân đó. Rồi t đạo hàm ra 1. Vì đạo hàm theo biến t mình nhân thêm cái dt. Mà số 1 thì mình khỏi ghi cũng được ha. Mình ghi dt thôi cũng được, không? Rồi, mình thay vào thôi. Mình thay lốc Nebe của x bằng t nè, vô đây. Phải nhớ đây là t mũ 5 nha. Thì cái ngoặc đơn đó là t, t mũ 5. Rồi cái 1 phần x dx thì mình thay bằng dt. Đó. Vậy cái đề bài trở thành, đặt cái đề bài là y đi ha. Nguyên hàm theo biến t là t mũ 5 nhân dt. Đó. Rồi mình lấy nguyên hàm nó là t mũ 6 chia 6. Rồi mình trả lại biến t. Thì mình sẽ có là t là log Nebe x cộng 1 t mũ 6, tức là log Nebe x cộng 1 mũ 6 chia 6 cộng c. Thì mình chọn đáp án B ha. Rồi. Mình qua ví dụ kế tiếp. Ví dụ 25. Thì mấy em cứ theo cái hướng dẫn của thầy, cứ thấy ngoặc đơn
mà mũ bật cao lên ha, mũ 2, mũ 3, mũ 4 gì đó, thì mình cứ đặt nó vào đây. Rồi đạo hàm nha, lưu ý đạo hàm của xin thì ra cốt nha, cộng cốt nha. Chừng nào nguyên hàm của sin thì mới ra trừ cốt. T đạo hàm ra 1, 1 nhân dt thì mình ghi dt thôi. Khi nào cần chia cái số vừa qua thì mình ghi thêm số 1 cho nó đẹp vậy thôi. Rồi mình thay vô thôi. Thay t vào đây. Vậy mình có t mũ 5 nha. Thay cốt x nhân dx thì bằng dt vào đây. Đó. Vậy đặt cái đề bài là y nha, y trở thành là t mũ 5 nhân dt, và lấy nguyên hàm nó sẽ ra là t mũ 6 chia 6 cộng c. Rồi từ đó mình trả lại biến t là sin x cộng 1 thì mình sẽ có là sin x cộng 1 mũ 6 chia 6 cộng c. Đó. Thực tế khi mấy em làm á là đề bài không có sắp sẵn cái vị trí đẹp như vậy đâu, người ta có thể ghi cái cốt này ra phía trước này nè. Đó là cái đề này cũng vậy, người ta có thể người ta một phần ít đâu, người ta nhân ra đây người ta sẽ ghi như vậy: nguyên hàm của lúc db x cộng 1 tất cả mũ 5 chia x đó, thì ghi như vậy hơi khó nhìn. Mem lấy cái cách ghi này, mem chuyển thành cách ghi này thì mem thấy được nguyên cái đuôi như vậy ha. Thực tế là không ai ghi đẹp như vậy đâu. Ở đây cũng vậy, có thể chít ở đây người ta viết đằng trước chứ không phải viết đằng sau, tức là người ta ghi như vậy nè. Nói người ta thì thấy thầy cô hay là đề hay ghi như vậy hơn, thì mình thì biết sắp ít lại ở phía sau thì cho nó dễ nhìn ha. Rồi giờ mình qua ví dụ kế tiếp. Một chia cốt mũ 5 sin x thì sao? Rồi thì mình có thể ghi lại cái đề bài như sau nha. Cốt x này tất cả mũ 5 nhân sin x. Rồi mình sẽ đặt ngoặc đơn ha, cứ thấy ngoặc đơn, ngoặc đơn mũ 5 đặt nó là t thôi, đặt cô ý bằng t. Cứ thấy ngoặc đơn mũ cao lên thì đặt cái ngoặc đơn nó bằng t, để lát hồi mình sẽ có là t mũ 5 ha. Là mình đạo hàm đi, nhớ đạo hàm của cốt thì ra trừ sin nha, nguyên hàm của cốt thì mới ra cộng sin, còn đạo hàm của cốt thì là trừ sin. Rồi t đạo hàm ra 1, 1 nhân dt là tt, tức là mình đang lấy vi phân hai vế đó ha. Rồi mình chiếu chiều qua kia đi ha. Vậy sin x dx sẽ bằng trừ dt. Rồi mình thay vô, mình thay cái cốt này bằng t luôn nè. Đó, thay t vào đây. Rồi cái sin x dx thì mình thay bằng trừ dt. À, chưa? Vậy có thể thầy ghi luôn đây ha. Thì là sẽ bằng 1 chia t mũ 5 nhân trừ dt. Rồi. Mình có thể viết lại như vậy. Trừ 1 chia t mũ 5 dt. Rồi nguyên hàm của trừ 1 phần t mũ 5 mình đã học rồi, mình phải thêm dấu trừ. Mà nó đang có dấu trừ, mình thêm dấu trừ tức là dấu cộng, tức là một phần cái mũ 5 này, là nếu nó ở trên tử á, thì mình sẽ cộng thêm là 6 rồi mình chia 6, còn nó đang ở dưới mẫu nên mình bớt 1 đi,
Đó là cái mẹo để nhớ nha. Bước 1 đi, là 4, rồi viết số 4 trước. Cộng C. Rồi mình trả T, thôi T là cái gì mình trả là cái đó, không? Rồi mình sẽ có là 4 lần cos 4x cộng C. Vậy mình lại chọn đáp án B ha. Mình qua ví dụ kế tiếp. Bây giờ nếu mình thấy cái canh thì sao? Hồi nãy thấy cái ngoặc đơn mũ mũ số mấy lên đúng không? Thì mình đặt ngoặc đơn bằng T luôn. Thì bây giờ nếu mấy em thấy cái canh thì mấy em đặt cái canh bằng T luôn. Đặt nguyên cái canh bằng T nha. Cho nó dễ làm. Thật ra còn cách làm nữa là đặt cái ruột, cái phần bên trong cái canh bằng T. Nhưng mà làm thì hơi rắc rối ha. Đặt nguyên canh bằng T luôn. Cứ thấy canh đặt canh bằng T. Là khoan đạo hàm hai vế nha. Khoan lấy vi phân hai vế. Mình bình phương hai vế lên cái đã. Rồi mình lấy đạo hàm sau cũng được. Thấy không? Nhớ đây là chỉ được trình bày là suy ra thôi nha. Rồi em muốn đạo hàm nó ra em muốn số 1 đạo hàm ra 0. Rồi, T bình phương đạo hàm ra 2T. Đạo hàm thay biến T thì mình ghi thêm DT. Rồi mình thay thôi. Mình thay nguyên cái căn này là T nha. Vậy T này mình thay vào đây. Không, là T. Còn E mũi X, DX nè. Thì mình thay bằng 2T DT. E mũi X, DX thì mình thay bằng 2T nhân DT ha. Vậy cái đề bài đặt tên là Y đi. Thì Y sẽ bằng nguyên cái căn nó là T này nha. Nguyên cái canh là T nha. Không phải là canh T nha, nguyên cái canh đó là T luôn. Rồi E mũ X thì mình thay bằng 2T DT. Rồi không có để nguyên mà lấy nguyên hàm nha, mình phải nhân vào 2T bình DT. Rồi mình lấy nguyên hàm thì mình sẽ ra là 2T mũ 3 chia 3. Rồi từ đó mình suy ra cái đáp án cuối cùng á, thì mình thay T trả lại. T là cái gì mình trả lại cái đấy, không? T là cái này nè. T là cái căn thì trả là cái căn. Thì mình sẽ có là 2 phần 3 nhân cái căn. Căn đó là căn E mũ X cộng 1 tất cả mũ 3. Thấy không? Cộng C. Đây. 2 phần 3 nè. Mũ 3 nè. Còn cái T là cái căn, là cái biểu thức trong căn, nguyên cái căn luôn đó. Thì mình thấy giống đáp án B mà chọn đáp án B ha. Hỏi thêm một bài căn nữa. À, mình cứ đặt căn bằng tên thôi ha. À, nhớ bình phương hai vế lên. Rồi đây sẽ là hai đạo hàm ra 2x. Ở đây sẽ là 2t rồi nhân dt. Mình chia số 2 ở vế phải á, mình sẽ có x dx sẽ bằng t dt. Rồi để mình thay vô cái đề bài ban đầu trở thành nguyên cái căn này là nguyên cái căn này là t ha, là t nè. Đó tiếp tục x dx nè, chính là t dt nha. Về đây nó là t bình phương dt ha. Rồi mình lấy nguyên hàm nó sẽ ra là t mũ 3 chia 3 cộng c. Rồi mình thay cái căn á, mình thấy cái căn bằng vào t là ra đáp án ha. Vậy từ đó mình sẽ có đáp án như sau.
cứ tê mà thay chả là cái canh, cái biểu thức canh đó. Đó, cứ chữ T ở đây mình thay bằng cái biểu thức canh luôn ha, mình chọn là mang C. Rồi, vậy thì tóm tắt là cuối thế ngoặc đơn thì mình đặt ngoặc đơn bằng T, thế canh mình đặt canh bằng T, thế cái gì ở trên E mũ á, thế gì ở trên số mũ á mà nằm chỗ E mũ á thì mình đặt cái đó là T ha, đặt cái mũ là T. Rồi đạo hàm lên, xin đạo hàm sẽ ra là cốt, rồi nhân thêm dx ha, T đạo hàm ra một thì dt. Và cái đề bài đặt tên là số 1 đi thì sẽ trở thành là E mũ T ha, tại vì sin x mình đặt là T, rồi có x dx nè chính là dt ha, vậy nó sẽ mà E mũ T nguyên hàm cũng là E mũ T cộng C, và mình trả lại T chính là cos x, xin lỗi, T là sin x, tức là E mũ sin x cộng c, và mình chọn đáp án B ha. Thấy chưa? Phải tóm lại nè. Mình sẽ đặt t là những cái như sau nè: ngoặc, canh, mũ. Không? Rồi nếu mình thấy cái mẫu thì mình đặt cái mẫu là T ha, thông thường là vậy. Thông thường mình sẽ đặt T là ngoặc canh mũ mẫu. Thì mình sẽ đặt cái mẫu này bằng T. Chà. Nguyên cái mẫu bằng T. Rồi khi đó mình đạo hàm hai vế thì sẽ ra là cos x. Mình nhân thêm dx. T đạo hàm ra 1, 1 nhân dt, dt là mình thay vậy thôi. Và cái đề bài là đặt tên là y ha, thì sẽ trở thành là 1 chia t, 1 chia sin là 1 chia t, còn cos x dx thì mình đổi thành dt, rồi mình lấy nguyên hàm sẽ là log neighbor của chỉ đối t ha cộng c, rồi mình trả lại t chính là sin x, log neighbor chỉ đối sin x cộng c, thì mình chọn đáp án B. Rồi đến một cái phần cuối cùng để giúp em ôn về phương pháp lấy nguyên hàm từng phần nha. Tại sao nó là từng phần? Vì làm một lần thì nó còn một cái nguyên hàm nữa. Tức là khi mình áp dụng công thức á, mình đặt á, thì mình chỉ lấy được một phần của nguyên hàm thôi. Sau đó mình phải lấy nguyên hàm thêm lần nữa thì mới ra được. Rồi, thì sẽ có bài này. Sẽ chỉ có ba cái dạng này thôi. Đa thức mà nhân cho mũ, hay nói ngắn gọn x nhân e mũ x, x nhân cos x, x nhân log neighbor của x. Thì cái x ở đây á, nó có thể là bậc 1, bậc 2, bậc 3 không? X ở đây có thể thay thế bằng cái đa thức bậc 1, bậc 2, bậc 3. Cái hai x ở đây có thể thay thế bằng bậc 1, bậc 2, bậc 3 gì cũng được. Thì lấy ví dụ, thầy ôn cho em nên thầy lấy đơn giản thôi. Còn cái thành phần thứ hai có thể là e mũ x, có thể cos x hoặc sin x, có thể log neighbor của x. Nó chỉ có ba dạng này thôi nha. Cos hoặc sin thì tính là một dạng thôi. Thấy không? Phải tóm lại chỉ có ba dạng thôi. Một là x nhân e mũ x.
có nghĩa là đa thức nhân cho hàm mũ. Dạng thứ hai, đa thức nhân cho hàm lượng giác syncos. Dạng thứ ba, đa thức nhân cho log nê bê của một biểu thức. Thế thì hai cái dạng đầu này nè, thì mình đặt u là x cho thầy. Còn riêng cái dạng sau này thì mình đặt u là log nê bê của x. Thấy không? Rồi cụ thể vô bài như thế nào? Bài 36 là thầy giảng trước nè. Cứ nhớ nha. Bình thường cứ đặt u là x, nhưng mà khi gặp log nê bê thì phải đặt u là log nê bê. Vậy thôi, đừng có nhớ công thức gì nó mà. Viết lại cái đề bài này. Rồi, đặt nha. Đặt chịu khó màu nhọn nè. U bằng nè. Rồi DV bằng nè. Đó. Rồi đây chịu khó suy ra cho thầy. Màu nhọn. U thì mình ghi bên đây là DU bằng. Bên kia DV thì giờ mình ghi V thôi. Ở trên đó thì mình lấy đạo hàm. Ở dưới mình lấy nguyên hàm. Tại sao thì em cứ theo cái biểu thức, cái phương pháp của thầy ha. Chứ nguồn gốc của nó là nguyên hàm mà. Nguồn gốc của nó là từ đạo hàm của một tích mà ra. Nhưng mà bây giờ thôi thầy đưa em phương pháp, em làm cho nó nhanh để em ôn tập thôi ha. Rồi. Giờ luôn luôn đặt U là X. Đặt U là X nha. Rồi. DV đặt lại cái còn lại. Tính luôn cái đuôi đi X nha. Thầy biết chữ X nó giống giống chữ U thì em để ý chút xíu. Rồi đạo hàm là sao? Tức là x đạo hàm ra cái gì nè? X ở đây đạo hàm ra cái gì nè? X đạo hàm ra số 1. Đạo hàm xong thì mình ghi thêm dx, tức là mình đang lấy vi phân á. Mà thôi cứ nói đạo hàm cho nó dễ hiểu ha. X đạo hàm ra 1, 1 nhân dx là dx. Tiếp tục ở dưới đây mình lấy nguyên hàm. Nguyên hàm em x ra cái gì? Em x ở đây nguyên hàm ra cái gì? Đó, em biết nguyên hàm là cái gì, em biết nguyên hàm cũng là em x. Nhớ từ đây qua đây lấy đạo hàm nè. Đó. Còn cái việc du dv là cái thủ tục công thức người ta ghi vậy thôi nha. Còn từ đây qua đây mình lấy nguyên hàm nè. Em x nguyên hàm là em x. Rồi. À, bây giờ nhớ cái sơ đồ thầy làm như thế này. Cái đề bài thầy đặt tên là y ha. Y sẽ bằng nè. Mình sẽ lấy hai biểu thức này mình nhân chéo cho nhau. Đó. X nhân em x nhân chéo cho nhau. Không có ghi cái dấu nguyên hàm nữa nha. Coi như mình lấy nguyên hàm xong một phần rồi đó. Rồi trừ. Luôn luôn là dấu trừ nha. Trừ nguyên hàm của cái gì, của hai cái này nhân nhau nè. Đó, thầy cứ nhớ là thầy nha, nhân chéo trừ nguyên hàm nhân dọc, hay là nói vui là nhân chéo hai biểu thức, nhân chéo hai biểu thức này nè, nhân chéo hai biểu thức này xong rồi trừ dấu con giun nhân dọc hai biểu thức này. Đó, cứ nhớ vậy ha. Rồi. Đó, công thức là vậy đó. Đó, nhân chéo trừ dấu con giun nhân dọc, nói vui ha, nhân chéo trừ giun nhân dọc. Rồi x em x là biết xong rồi, nguyên hàm xong rồi. Mình chỉ lấy thằng này thôi. Dấu trừ vẫn là dấu trừ. Nguyên hàm của em mũ x thì vẫn là em mũ x. Làm xong thì mình ghi cộng c. Đó. Ok, thì nhìn giống đáp án nào? Giống đáp án C. Chọn đáp án C. Được chưa? Rồi, giờ qua câu 37. 37 thì thầy ghi lại cái đề nha.
57 thì mình cũng đặt lưu lượng ghi trước cái sơ đồ này nha. U bằng DV bằng suy ra cứ ghi DU bằng V bằng ở trên mình lấy đạo hàm, ở giấy mình lấy nguyên hàm. Rồi, đặt U bằng cái gì thì luôn luôn đặt U là X. Cứ thấy gì là cũng đặt U là X, đạo hàm sẽ ra 1, 1 nhân đi là DX nè. Tiếp tục DV là cái gì? DV là cái thằng còn lại, những cái gì còn lại đó không có tính là zoom nha, tức là code X để X. Không. Rồi nguyên hàm, nhớ ở đây lấy nguyên hàm nha, nguyên hàm của code thì ra cộng sin nha. Rồi giờ nhân chéo thôi, mình chỉ chéo hai cái này nè, nhân chéo hai cái này nha. X mình sẽ nhân chéo cho sin X nè. Rồi để cái đề bài sẽ ra là X nhân sin X trừ cho dấu nguyên hàm, nhân hàng dọc, nhân dọc hai cái này nè. Rồi mình sẽ lấy nguyên hàm này tiếp một lần nữa, thấy không, nhớ đây là hết cái dấu nguyên hàm rồi nha. Nguyên hàm của sin thì đang trừ cos mà nó có sẵn dấu trừ rồi, trừ với trừ là cộng, là sang cộng C thì mình thấy nó giống đáp án C ha. Rồi mem thử nha, mem thử lấy đạo hàm của đáp án C coi xem nó có ra giống y chang cái phần bên trong biểu thức này không. Thì đạo hàm của này ra giống này không, nếu giống là đúng gì nữa đúng không. Rồi còn bài cuối cùng là 38, thầy in lại cái đề chút xíu. Riêng bài 38 nó có lốc nebe của x đúng không, thì mình phải đặt U là lốc nebe của x, mình phải đảo lại nha, mình cứ ghi trước cái sơ đồ như vậy. U bằng DV bằng dấu suy ra ngoặc nhỏ, và đây là DU bằng, và đây là V bằng, ở trên lấy đạo hàm, ở dưới lấy nguyên hàm, thì gặp lốc nebe thì luôn luôn phải đặt U là lốc nebe. À, mem đặt lại nó không ra đâu. Gặp lốc nebe thì phải đảo lại U lốc nebe. Còn DV là những gì còn lại, có nghĩa là 2x nè với DX nè. Đó. Rồi ở trên mình lấy đạo hàm. DV. Trên mình lấy đạo hàm thì lốc nebe mà đạo hàm ra cái gì? Đạo hàm ra 1 phần x. DX. Còn 2x đi, đạo hàm ra cái gì? Xin lỗi, ở dưới lấy nguyên hàm nha, ở dưới lấy nguyên hàm, trên lấy đạo hàm thì 2x lấy nguyên hàm ra gì? À, nhớ nguyên hàm nha, không phải đạo hàm nha, nguyên hàm nha, thì nó sẽ ra là 2x bình phương chia 2 đúng không? Thì lấy bình phương thôi ha, x bình phương chia 2 rút gọn cho 2 hết. Rồi mình cứ nhân chéo trừ con run nhân dọc, à, nhân chéo, nhân chéo hàng này trước, y sẽ bằng x bình lốc nebe của x, rồi trừ run là nói vui ha, trừ run tức là dấu nguyên hàm, nhân hàng dọc, nhân hàng dọc hai cái này, đó, hai cái này nhân dọc với nhau thì mình nhậm trong đầu đi ha, x bình mà nhân cho 1 phần x dx thì mình rút gọn đi thì nó còn x dx đúng không. Rồi mình lấy nguyên hàm một lần nữa, x bình phương lốc nebe của x là xong rồi, mình viết lại thôi, nguyên hàm của x thì chắc là x bình chia 2 cộng c, thì mình giống đáp án c, mình chọn đáp án c ha. Rồi tạm biệt các em, tất nhiên nó còn nhiều bài nâng cao nữa, họ biến đổi như thế nào nó nhiều nữa thì khi nào vô dạy đề thì thầy sẽ nói thêm, còn tạm thời thầy bây giờ thầy giúp mấy em ôn lại công thức nguyên hàm rồi cách đổi biến số, cách dùng nguyên hàm từng phần như thế nào. Rồi tạm biệt các em.